y tế. Còn bây giờ Nhật Vi xin mời tất cả các vị cùng tiếp nối chương trình và cùng gặp gỡ với sự góp mặt của ca sĩ Quốc Đại. Dạ, Quốc Đại xin phép được lên đài chào đến tất cả quý vị khán giả trong trọng nhất. Và tiếp tục chương trình, Quốc Đại xin gửi đến bộ sáng tác của nghệ sĩ Nguyễn Hạnh Hạc Châu, lời thơ Vịnh Đại Sơn, cúi đầu lạy Phật. Chúng ta xin mời cùng với chúng ta cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh Thiên Đồng Ngọc, cô xin cảm ơn rất là nhiều. Sự cảm ơn ca sĩ Thiên Nhung và sứ mệnh ca sĩ Thiên Nhung sẽ cùng nhận với thư cảm ơn và những món quà của tỉnh xá Lộc Uyển. Dạ. Anh Thiên Đồng Ngọc, cảm ơn thầy. Cảm ơn tiếng hát ngọt ngào của ca sĩ Thiên Nhung. Và chúng con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Của Minh Đạo, chú Tiểu nghe thơ với phần biểu diễn của áo quân solo của Bolero, ca sĩ Nguyễn Phú Quý. Dạ, lời đầu tiên muốn xin gửi đến tất cả quý vị để chào thân bà trân trọng nhé. Quý vị cho biết gặp phải đại lớn các bạn ha, các bạn rất nhiều ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn rất nhiều. Đây là thư cảm ơn Hoa và món quà để tặng cho quý vị. Cảm ơn sự xuất hiện của bạn ở đêm nay. Một tràng pháo tay lớn cho ca sĩ đang để chúng ta bắt bài hát rất là dễ thương. Chào quý vị, xin kính chào tất cả quý vị, chúc cho quý vị buổi tối an lành, vui vẻ, hạnh phúc, mùa Phật đản, gia đình luôn hạnh phúc. Xin kính chào của nghệ sĩ ưu tú ca sĩ Vân Khánh. Vâng, đã xin được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe từ mình cho một chương trình. Tố Vân Khánh, chúng ta vừa nghe xong một giai điệu tango
với một bạn gái rất là ý nghĩa cho em đây. Và đây là món quà từ cảm ơn và dạ, món mang lên thăm gửi tặng đến nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Cảm ơn sự hiện diện của cô tới đêm nay với chương trình ý nghĩa.